Xin chào, chào mừng đã đến với Là Mẹ Pinoc. Video này mình sẽ chia sẻ về việc sử dụng mật ong đối với trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh có ăn được mật ong hay không? Có nên giơ lưỡi cho con bằng mật ong không? Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh giúp mình và cùng theo dõi hết những chia sẻ nhé. Như chúng ta đã biết thì mật ong không chỉ là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người mà còn được dùng để chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Vốn nó có vị ngọt, dễ ăn, dễ uống, dùng để trị ho, táo bón hay là pha nước uống để thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng. Nhưng ít ai biết rằng mật ong nó cũng rất là kén đối tượng sử dụng, nhất là với những trẻ sơ sinh. Theo khuyến cáo chung thì phụ huynh chúng ta không nên sử dụng mật ong cho trẻ dưới 11 tuổi, tức là bé sơ sinh giai đoạn từ 0 đến 12 tháng tuổi, là không được cho ăn, cũng không được cho uống bất cứ những thực phẩm nào mà liên quan đến mật ong, và cũng không dùng mật ong để tưới lưỡi cho con hay để trị các bệnh về ho, cảm, táo bón, nó không nên. Tại sao vậy? Bởi vì nó tồn tại những nguy cơ gây ngộ độc, gây tiêu chảy, táo bón, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của con và có thể dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh nếu chúng ta lạm dụng và không đúng cách. Theo mình được biết thì có khoảng 5% mật ong trên thị trường thì có chứa bào tử vi khuẩn có tên là trực khuẩn gram dương. Ở người lớn thì với bộ máy tiêu hóa đã hoàn thiện cũng như là sức đề kháng của người lớn tốt hơn, nên khi nuốt phải bào tử này thì hầu như không xảy ra vấn đề gì. Hệ tiêu hóa của người trưởng thành có khả năng, có đủ khả năng để vô hiệu hóa chúng. Tuy nhiên, với những trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, hệ tiêu hóa của con chưa hoàn thiện, cộng thêm là sức đề kháng của con còn non nớt, đặc biệt là các bé dưới 6 tháng tuổi, không thể tiêu diệt được cái bào tử này. Và khi chúng vào xâm nhập vào cơ thể của em bé, có thể phóng sinh ra những vi khuẩn, sản sinh ra các độc tố gây ra các bệnh và ảnh hưởng đến hệ hô hấp cũng là hệ thần kinh của con. Có một số quan niệm dân gian mà, thứ nhất là cho trẻ sơ sinh dùng mật ong để giơ lưỡi, đưa miệng, vệ sinh miệng. Quan niệm này là không đúng trong mọi trường hợp các bé, tức là bé trên hay là dưới 1 tuổi là chúng ta cũng không dùng mật ong để giơ lưỡi cho con. Vì là mật ong nó sẽ tạo những môi trường thuận lợi để cho các loại nấm phát triển ở trong lưỡi của con, chưa kể là vấn đề về nguồn gốc mật ong có đảm bảo hay không nữa. Muốn giơ lưỡi cho con thì các mẹ chúng ta hãy dùng nước muối sinh lý nhỏ vào gạt hay là khăn xoa mỏng để chà lưỡi, chà lợi, chà răng cho con. Chúng ta cũng không sử dụng các loại nước lá như là nước lá rau ngót để tưới lưỡi cho con đâu nhé. Thứ hai là cái quan niệm là pha nước mật ong cho con uống để trị táo bón, và là ngâm mật ong với chanh đào, hấp mật ong với quất để trị ho, cảm, sổ mũi cho con. Đây là những bài thuốc dân gian thì đúng là có tác dụng tốt trong việc trị ho, cảm cho bé. Nhưng với những trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi thì các mẹ chúng ta hãy thay thế mật ong bằng đường phèn nhé. Ngoài 1 tuổi thì chúng ta có thể sử dụng mật ong, bởi vì lúc này hệ tiêu hóa cũng như là hệ miễn dịch của con đã dần hoàn thiện hơn. Các bào tử vi khuẩn gây độc trong mật ong thì sẽ không gây hại đến cho bé nữa. Đây cũng chính là câu trả lời cho các mẹ chúng ta thắc mắc là bé bao nhiêu tháng thì ăn được mật ong. Tức là bé chúng ta ngoài 12 tháng tuổi bước vào giai đoạn 13 tháng tuổi, năm sau thì trở ra là chúng ta sẽ cho con dùng được. Tuy nhiên các mẹ phải sử dụng mật ong sao cho đúng cách nhất thì mới đạt được hiệu quả tích cực cho con. Về thời điểm thì nên cho con ăn khi bụng không no, tức là bụng rỗng, trước bữa ăn chính khoảng 1 giờ đồng hồ, hoặc là sau bữa ăn 2 đến 3 tiếng. Bởi vì như vậy thì sẽ giúp con chúng ta hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn, cũng như là giúp con ăn ngon miệng hơn. Về cách pha thì chúng ta cần pha với nước ấm, không nóng quá 40 độ C, cũng như là không pha với nước sôi hay nước lạnh, bởi vì sẽ làm mất những chất dinh dưỡng vào trong mật ong. Pha với nước ấm khoảng 35-40 độ C là được. Và mật ong thì sẽ kỵ với một số loại thực phẩm sau. Khi chúng ta ăn uống mật ong cho bản thân cũng như là cho con mình thì cần tránh các loại gia vị hành tỏi, những thực phẩm mà giàu vitamin C, sữa đậu lành, đậu phụ, quả hồng, quả mận, lá hẹ, lá thì là, cá chép. Và các mẹ chúng ta không nên dùng mật ong để trộn vào cơm hay là cháo cho con ăn nhé. Để sử dụng mật ong tốt được thì chúng ta cần mua loại mật ong chất lượng, bảo quản đúng cách.
khi mật ong mà nổi những bọt khí hay là chúng ta để quá lâu ngày rồi thì không nên cho con sử dụng. Vậy là các mẹ chúng ta đã biết rằng mật ong thì không được dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Vậy các mẹ cho con bú trong giai đoạn này thì có được sử dụng hay không? Cũng là thắc mắc của nhiều mẹ. Thì câu trả lời là có. Các mẹ chúng ta mà đang cho con bú thì vẫn có thể ăn được mật ong, uống được nước mật ong. Nhưng mà chúng ta chỉ nên sử dụng mật ong mà đã qua tiệt trùng, không nên dùng mật ong nguyên chất nhé. Tóm lại thì với một thực phẩm bổ dưỡng như mật ong thì các mẹ chúng ta không nên lạm dụng quá cho con trẻ. Các bé dưới 1 tuổi thì không nên sử dụng. Các bé ngoài 1 tuổi thì có thể bắt đầu sử dụng mật ong, nhưng chỉ nên sử dụng với một lượng nhỏ, từ từ, không nên dùng tùy tiện và cũng không dùng thường xuyên quá. Bởi vì mật ong thì vốn là đường ngọt, thì con ăn nhiều thì dễ gây sâu răng hoặc là bé có thể là bị lớn trước tuổi nữa. Vậy thôi, đó là những chia sẻ của mình. Hy vọng các mẹ thấy hữu ích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo trên Là Mẹ Vlog nhé.